Mình đang ở đâu vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế này? Ô không, con tàu của chúng mình đã bị đắm rồi. Và giờ mình đang bị mắc kẹt trên hòn đảo với bạn búp bê Barbie này. Phải làm gì bây giờ? Toàn bộ tủ quần áo của mình bị chìm mất rồi. Bạn có nghe thấy gì không? Cứu với! Chúng mình có thể tự giúp mình. Đầu tiên, hãy xây một ngôi nhà nào. Mình sẽ chỉ cho bạn cách nha. Đây sẽ là phòng khách nè. Và bếp ở đây. Và chỗ này chúng mình sẽ làm... Này, Dorothy! Ta-da! Xem nè, đã hoàn tất rồi. Dorothy, cái gì vậy nè? Đây là bản thiết kế mở. Không thích điều gì hả? Bạn là nhà thiết kế nội thất hay sao? Mình sẽ tự trang trí nơi ở của chúng mình. Bắt đầu cuộc săn tìm lá cây nào. Không, ngừng lại. Dorothy, bạn định đi đâu vậy? Nguy hiểm lắm đó. Được rồi, hãy gọi cho mình nếu như bạn cần nha. Mình đã nhặt được một ít lá, nên chúng mình có thể che lều. Cái gì? Nhìn nè, thật là đáng yêu mà. Mình gom lại với nhau đó. Làm thế nào mà? Mình đã tìm thấy ví của mình. Luôn có thứ hữu ích trong đây nè. Chúng mình không cần nó. Cái này để sao đi? Ồ, cái máy nướng bánh mì. Dorothy. Còn coca không ta? Không còn nữa rồi. Và bỗng ngô. Nhưng không có lò vi sóng. Phải nấu như thế nào đây? À, có rồi nè. Đưa nó cho mình đi. Món bắp rang bơ này là cho cả hai chúng mình. Bỏ ra nào. Mình sẽ nấu nó. Bạn phải cho hạt vào một cái lon. Bỗng ngô coca. Chưa nghe bao giờ cả. Giờ mình sẽ để cái lon ra ngoài nắng. Và để mặt trời làm phần còn lại nha. Ồ, đây rồi nè. Yeah, bắp rang bơ đã sẵn sàng rồi. Nhìn nè Dorothy, mình đã làm bỗng ngô mà không cần lò vi sóng đó nha. Eva, bạn đúng là thiên tài. Cảm ơn nha. Ăn trưa và ngắm nhìn ra biển. Ồ, nhìn đi, con mòng biển đang quay TikTok kìa. Mình sợ quá, trời tối quá. Với cả đèn pin đã hỏng rồi. Đây là cơn ác mộng. Được rồi, thư giãn đi. Nhìn nè, mình có nến mà. Yeah, sẽ có ánh sáng thôi. Hoặc sẽ không. Gió cứ dập lửa. Nến đã tắt rồi. Tất cả chúng mình sẽ chết trong bóng tối mất. Hãy bình tĩnh đi. Mình có cái giữ nến tuyệt nhất đây nè. Đặt nến trên gáo dừa và thắp sáng chúng lên. Bây giờ nơi ở thật ấm cúng và không đáng sợ chút nào. Ôi, đói quá đi. Và mình ghét cát. Mình biết phải làm gì rồi nè. What? Đến giờ câu cá rồi. Mình sắp bắt được vài con cá. Đến với mẹ nào. Cô nàng đang làm gì vậy ta? Có cửa hàng McDonald's ở đây mà. Sao bữa trưa mất nhiều thời gian như vậy nhỉ? Đói chết đi được. Ồ, quả dừa. Chỉ cần với được nó thôi. Mình sẽ lấy được nó. Xong rồi, cuộc đi săn thật tuyệt vời. Ngon quá đi. Dorothy à, nhìn này. Cuối cùng mình cũng bắt được con cá cho chúng mình. Cảm ơn, nhưng mà mình no rồi. Cái gì chứ, bạn thật vô ơn mà. Đồ của mình bị sao vậy? Nóng quá à. Khát khô cả cổ. Mình có ý này nè. Lon nước ngọt quý giá cuối cùng. Nó đang sôi sùng sục nè. Trời nắng nóng, nên bỏ nó vào trong nước ngay lập tức. Bạn muốn cho cá uống nước hả? Không, không phải. Nước biển lạnh hơn nước ngọt của chúng mình. Nó sẽ làm nguội lon và nước ngọt bên trong đó.
Ồ, mình hiểu rồi. Cái gì? Coca của chúng mình đâu rồi? Cá heo đã đánh cắp nó. Cái gì? Ồ, món quà từ đại dương. Cảm ơn nha, bắt đẹp lắm. Đến giờ đi ngủ thôi. Mơ đẹp nha. Sao nó khó chịu vậy ta? Ngôi nhà của chúng mình khá cứng đó. Quá nhiều đá. Mình sẽ dọn giường cho cả hai. Khoan đã, bạn đi đâu vậy? Nhìn chiếc lá này nè. Có thể dùng chúng như tấm nệm đó nha. Êm hơn nhiều rồi đó. Thiết kế thân thiện với môi trường là xu hướng ngày nay. Ngủ trên lá hả? Không đời nào. Cái gì? Bạn không bao giờ thích ý tưởng của mình cả. Bạn là người bạn cùng phòng trên đảo tồi tệ. Cái gì vậy nhỉ? What? Ồ, đơn đặt hàng của mình đến rồi nè. Đến thật đúng lúc. Cảm ơn bạn đã giao hàng nha. Chiếc gối tuyệt vời. Cái gì? Gối à? Mình đã đặt hàng online đó. Bằng cách nào? Bạn có điện thoại và có sóng hả? Tại sao bạn không gọi 911 chứ? Nhanh lên, họ vẫn có thể cứu chúng mình đó. Xin chào, giúp với. Ồ không, hết pin luôn rồi. Ít nhất thì mình đã đặt được chiếc gối thoải mái. Xem mình có gì trong ba lô đi bộ đường dài của mình nha. Que diêm. Tốt. Nước. Dây bệnh. Có thể dùng tất cả mấy thứ này. Bạn sẽ mang theo thứ gì khi đến hoang đảo nhỉ? Cần câu cá, tiền bạc hay la bàn? Bình luận câu trả lời xuống bên dưới nha. Khi bạn ở hòn đảo nhiệt đới, kem chống nắng là thứ bắt buộc phải có. Và làm đẹp. Đây rồi, sơn móng tay màu hồng yêu thích của mình. Chờ chút, mình có thể sơn nhiều thứ hơn chỉ là móng tay của mình. Sơn nhà cũng được luôn á. Màu hồng thật dễ thương mà. Đây là bữa sáng. What? Dorothy, bạn đã vẽ sơn cửa bằng cọ hả? Sao bạn lại làm như vậy? Mình biết nó đẹp mà. Ồ không, mình đã dùng hết sơn bóng của mình cho cái này rồi. Móng tay của mình bây giờ phải làm sao? Nè, đừng khóc mà. Đưa tay cho mình nào. Mình biết ý tưởng là móng tay tuyệt vời đây. Móng tay đá đang là xu hướng mới cực hot trên hòn đảo này đó. Màu xanh lá cây. Chà, ngày nay nó đang thành công đó. Hay chà, mình thích nó nha. Cuộc sống trên đảo thật tuyệt vời. Nhưng có một vấn đề. Eww, mình cần phải đi tắm. Không, nước quá lạnh. Nhưng mình biết cách làm cho spa của riêng mình. Tấm rèm tắm hoàn hảo. Đây rồi, phòng tắm nhiệt đới của mình đã sẵn sàng. Rất thoải mái luôn. Yeah, hãy nhìn vào nữ thần nhiệt đới quyến rũ kìa. Mình chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì đẹp như thế này. Ai vậy nhỉ? Vị khách không mời. Mình sẽ... Hachi! Cái gì vậy? Mình không thấy gì cả nha. Đừng theo dõi bạn mình nữa. À! Cái gì vậy? Con rắn nguy hiểm. Hay con bọ phẳng? Mình không nghĩ nó còn sống đâu. Chỉ là món đồ chơi thôi mà. Mình phải làm gì với nó đây? Có rồi. Đây là chiếc ốp lưng tuyệt vời cho iPhone. Vào cuối ngày, nền văn minh là thứ mạnh mẽ. Nữ thần nhiệt đới của mình đã trở lại. Mỹ nhân ngư không thể so được với nàng. Làm thế nào để mình gây ấn tượng với cô nàng đây? Đúng rồi, mình sẽ gửi cho cô bạn một tin nhắn. Ghim vị trí hẹn hò. Cô gái chắc chắn sẽ thích nó. Gửi. Cái gì đang bơi đến chỗ mình vậy ta? Thông điệp đại dương ư? Hãy xem nó nói gì nha. Ồ vâng, mình đã sẵn sàng cho buổi hẹn hò rồi. Nàng tiên cá của mình ơi. Dorothy, bạn đã tìm thấy gì vậy? Hãy xem nè, với mình giống như loại bản đồ nào đó vậy. Là bản đồ kho báu. Lối này. Đi nào.
đây là chỗ đánh dấu. Chúng mình đã tìm thấy rồi. Yay! Kho báu ở đâu nhỉ? Xin chào, cuối cùng chúng mình cũng đã gặp nhau. Xin chào bên đó. Cái gì? Tránh xa bạn của mình ra, đồ hoang dại. Mình đang nói bạn đó. Anh chàng thật lãng mạn mà. Cái gì? Chỗ của mình thật lộn xộn. Dọn dẹp ngay thôi nào. Dọn dẹp mệt quá đi à. Và mọi thứ liên tục rơi ra khỏi ba lô của Eva. Tức. Chờ đã, không, chúng sạch sẽ mà. Mình biết phải dùng làm gì rồi. Dây, tức và hoa. Chỗ của mình bây giờ trông đẹp quá à. Này, Eva, xem qua trang trí nội thất của mình đi nè. Bông hoa tươi. Bạn có thích nó không? Ừ, nó dễ thương. Nhưng mình mệt quá. Mơ đẹp nha, bạn cùng phòng. Cái gì? Sao lại có nước nhỉ? Mình phải tưới bông hoa. Các cô gái, bạn có khác không nè? Dorothy, ngừng tưới nước cho ngôi nhà đi chứ. Đừng làm vậy mà. Hả? Ai vậy nhỉ? Mình vừa nghe thấy gì đó. Ừ, chắc chắn rồi. Mình sẽ gọi lại cho bạn nha. Cái gì vậy? Đầu của mình. Mình đói quá à. Mình nghĩ chúng mình bị lạc rồi đó. Và gậy của mình đã bị gãy rồi. Giờ thì còn ván trượt. What? Này, Dorothy, bạn có thấy thứ mình đang thấy không vậy? Ừ, là nền văn minh. Nhân tiện, bản đồ của mình không hề nói dối. Đúng rồi đó, chính là chỗ này. Vậy là bạn đã có bản đồ suốt thời gian qua hả? Này các cô gái, mình đã gọi nước dừa cho bạn nè. Lên đây đi. Cảm ơn Neil, đây là nơi tuyệt vời. Khung cảnh tuyệt đẹp mà.